đi chơi trung thu như các cháu. Mỗi lần đi chơi, bà lại được sống lại ký ức khi còn nhỏ như các cháu bây giờ. Việc bố mẹ mua cho đèn ông sao, đèn kéo quân, được ăn bánh nướng, bánh dẻo, vui lắm các cháu ạ. Thế bà ơi, còn gì nữa không ạ? Bà kể chúng cháu nghe đi bà. Bà kể chúng cháu nghe đi bà. Bà còn được đi rước đèn, tham gia đội múa sư tử. Và còn một điều đặc biệt là được nghe thơ của bác chúc Tết Trung Thu nữa. Vậy à bà? Đúng vậy cháu ạ. Dù bận nhiều việc, nhưng năm nào bác cũng gửi thư và thơ cho các cháu thiếu niên nhi đồng. Ai yêu các nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh. Mình các cháu ngoan ngoãn, mặt các cháu xinh xinh. Mong các cháu cố gắng thi đua học và hành. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Các cháu hãy xứng đáng. Cháu Bác Hồ Chí Minh. Chúng cháu sinh ra thì bác đã đi xa, nhưng những hình ảnh của người luôn trong trái tim mỗi chúng cháu. Những lời dạy của bác sẽ mãi mãi được lớp lớp thiếu niên nhi đồng ghi nhớ. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đại vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu. Các cháu tuy tuổi còn nhỏ cũng có thể là những việc ích nước lợi dân. Các cháu là những người chủ tương lai của nước nhà. Bác ơi, vâng lời bác, chúng cháu sẽ nguyện ra sức học hành, yêu thương ông bà cha mẹ để mai sau trở thành những chủ nhân đất nước. Các cháu hãy nhớ lời bác dạy nhé. Kìa, trăng lên rồi, chúng ta cùng múa hát đón trăng thôi. Nghệ thuật Trung ương.